15 kg nha mọi người. Thì cái này bây giờ tụi em sẽ test bài hát luôn nha anh. Rồi test cho mình thử con loa này nha. Loa này là 12x3 nha mọi người. Thì bây giờ em sẽ ghi cái mẫu này lên rồi tụi em sẽ hát thử cho anh chị nghe ha. Để em xíu nha, em ghi lại cho anh coi thử cái loa này ha. Loa này thì công suất lớn hơn loa hồi nãy. Nó ngang bằng mà còn nhẹ mà công suất nó lớn hơn nhiều luôn á. Cái này thì 380W lận, với lại cân nặng của nó thì tầm 15 kg. Em quay cho em coi cái bo mạch của loa nha. Loa này là sẽ có cho mình là hai đường tiếng, hai con bát có chép nè. Rồi ngoài ra là mic rô này. Đó, mic rô này có một bài cũng đẹp lắm mọi người. Này là mic trơn, nhựa, không phải là kim loại. Nhưng mà nhựa này là nhựa cứng cáp mọi người ha. Nên là khi mà mình giao đi xa thì không có lo bị bể vỡ đâu. Tại vì có thể dưới thì loa mà ở trong đó là trên có để sốt, hút sốt ở ngoài thì có lo bọc nữa. Nên là không có lo mọi người, mọi người mua mọi người chốt đơn cho Lai hôm nay. Thì Lai hôm nay là xe luôn về đó, nên là giá là bao mềm cho mọi người luôn. Đó, bình thường là em này là giá tới 2.790.000 mà mọi người coi hôm nay nè, còn có 2.510.000 à. Trời ơi, giảm tới 300.000 luôn mọi người. Trời ơi, quá sao đã rồi, 300.000 mà có thể mua gà về mình nhậu, tết loa luôn mọi người ạ. À.